Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp bà Ale Group, tân giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam, nhân chuyến thăm làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chào mừng bà Ale Group đến thăm thành phố, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như những tiềm năng lợi thế định hướng phát triển của Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao những dự án do USAID tài trợ và triển khai trong thời gian qua và mong muốn USEP sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Đà Nẵng đạt mục tiêu quốc gia về giảm phát thải nhà kính thông qua triển khai các dự án mô hình về kinh tế tuần hoàn, đô thị sinh thái, công nghiệp sinh thái. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố và Aller Group, tân giám đốc USEP tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp cũng như tiềm năng, lợi thế của thành phố Đà Nẵng, đồng thời chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Đà Nẵng đạt được trong phát triển kinh tế xã hội. Theo bà Aller Group, Tại Đà Nẵng, thời gian qua, một số dự án tài trợ của USAID đã và đang mang lại hiệu quả cao, đồng thời ghi nhận những đề xuất của thành phố Đà Nẵng và cho biết sẽ xem xét phối hợp hỗ trợ thực hiện trong thời gian tới.